Thưa quý vị và các bạn, cứ đến dịp Noel 24 tháng 12 hàng năm là không khí vui tươi lại ngập tràn trên mọi con phố. Mọi người cùng nhau đi chơi, tặng cho nhau những món quà thật ý nghĩa. Thế nhưng 47 năm về trước, tại nơi đây là ga Lưu Xá thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, đế quốc Mỹ đã ồ ạt dội bom, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân. Trong đó có 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa để chuẩn bị chi viện cho chiến trường miền Nam. Hôm nay, nhân ngày giỗ của các liệt sĩ, tôi và những người bạn của mình cùng nhau đến đây dâng hương tưởng nhớ công ơn của những thanh niên xung phong đã ngã xuống dành trọn tuổi xuân của mình cho Tổ quốc và có những trải nghiệm về lịch sử. Chị ạ. Em tên là Nguyễn Thu Trang. Hiện tại em là sinh viên khoa lịch sử của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên. Hôm nay thì em cùng những người bạn của mình đến dâng hương và viếng thăm khu tưởng niệm của mình ạ. Dạ em tên là João Miguel. Em là sinh viên trường Đại học Nông Lâm. Em là người Mozambique ạ. Rồi chào em. Chị ạ. Còn em tên là Bun ạ. Em là người Lào. Hiện em đang là học viên cao học của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ạ. Rồi chào em. Chào chị. Rất vui được đón tiếp các em đến tham quan và dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia 915. Chị tự giới thiệu, chị là hướng dẫn viên Lê Hồng. Và sau đây thì chị sẽ đưa các em sẽ đi tham quan dâng hương tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Vâng. Chị ơi, chị cho em hỏi, khu di tích này đã được tôn tạo rồi phải không hả chị? Các em thân mến, đây là khu di tích lịch sử quốc gia 915, nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh vào đêm 24 tháng 12 năm 1972. Vâng, vào năm 1996 thì đã có nhà bia lưu niệm thanh niên xung phong 915 đầu tiên. Đến năm 2008 thì công trình được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, và đến ngày 18 tháng 12 năm 2009 được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh là di tích lịch sử cấp quốc gia. Công trình được khởi công tu bổ tôn tạo vào đầu tháng 3 năm 2018 và khánh thành vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Và sau đây thì dẫn viên kính mời các em chúng ta sẽ cùng di chuyển vào trong nhà chính điện nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong để chúng ta thực hiện nghi lễ dâng hương. Xin chào, kính mời. Vâng. Jomi và Bao đã từng trải nghiệm văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc và tham quan nhiều di tích lịch sử ở Thái Nguyên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các bạn viếng thăm một di tích tâm linh thờ phụng các anh hùng liệt sĩ. Tuy khác quốc tịch, nhưng khi đến Thái Nguyên học tập, các bạn có chung sở thích đó là học tiếng Việt và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Sau đây thì chị mời các em chúng ta cùng di chuyển tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật để hiểu rõ hơn công việc, cuộc sống cũng như sự hy sinh anh dũng bất khuất của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không gian trưng bày tài liệu hiện vật thanh niên xung phong. Tại gian khánh tiết của không gian trưng bày tài liệu hiện vật đại đội thanh niên xung phong 915, xin giới thiệu với các em, đây là cụm tượng đài với chủ đề Ngọn lửa đại đội 915 cháy mãi bản anh hùng ca cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Vâng, giới thiệu với các em, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên là trung tâm thủ đô kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan của Trung ương đã ở và làm việc, nơi ra đời lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đầu tiên tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đến ngày 20 tháng 3 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Liên phân đội thanh niên xung phong C312 đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù, thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Và tại đây, người đã tặng lực lượng thanh niên xung phong 4 câu thơ, sau này đã trở thành phương châm hành động của lực lượng thanh niên Việt Nam. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chiến ắt làm nên. Ngay sau đây, hướng dẫn viên xin mời các em chúng ta cùng di chuyển tham quan không gian trang trọng nhất, nơi trưng bày 28 bức di ảnh trong số 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá vào đêm 24 tháng 12 năm 1972. Chị ơi, chị cho em hỏi một câu, các bức ảnh này là bức ảnh chụp thật không ạ?
Chị xin giới thiệu với các em, đây là 28 bức di ảnh trong số 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm hy sinh. Vào cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi các anh hy sinh còn là tuổi đời rất trẻ, cho nên hiện nay cái công tác sưu tầm mới chỉ sưu tầm được 28 bức ảnh chân dung trong số 60 liệt sĩ thanh niên xung phong. Chị ơi, cho em hỏi có hay còn sống không? Trong số 60 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh vào đêm hôm đó, thì trong trận bom đêm 24 tháng 12 năm 1972, hy sinh tất cả là 62 người. Trong đó có đồng chí đội phó đội 91 Bắc Thái Nguyễn Thế Cường, 59 cán bộ đội viên của đại đội 915, 2 cán bộ thủ kho của Ty Lương thực Bắc Thái. Và may mắn là còn có 7 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 còn sống sót sau trận bom. Tiếp nối hành trình, hướng dẫn viên xin giới thiệu với các em, đây là những bộ quần áo vật dụng quân tư trang được các anh các chị thanh niên xung phong sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, như áo chấn thủ, mảnh áo bông hay chiếc áo thanh niên xung phong. Vâng, sau đây hướng dẫn viên sẽ mời các em chúng ta cùng di chuyển tham quan hiện vật chiếc nồi quân dụng. Vâng, những chiếc nồi quân dụng này thường ngày được sử dụng để đun nước, nấu cơm, phục vụ cán bộ đội viên. Thế nhưng trong trận bom đêm 24 tháng 12 năm 1972, những chiếc nồi này lại được dùng để đựng những mảnh xương, mảnh thịt của các anh các chị thanh niên xung phong vào đây đem đi chôn cất. Và sau này khi mỗi lần nhìn thấy những chiếc nồi quân dụng này, các cựu thanh niên xung phong còn sống đã không cầm được nước mắt vì nhớ thương đồng đội. Đó là một trong rất rất nhiều những câu chuyện cảm động, ý nghĩa gắn liền với cuộc sống, công việc của các anh các chị thanh niên xung phong trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay bên đây là một số bức hình của các cán bộ đội viên thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vâng, các anh, các chị khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi như chúng các em hiện nay thôi. Và sau đây thì chị hướng dẫn viên xin mời các em chúng ta sẽ tự do tham quan. Chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm nhiều hiện vật hơn nữa, được không nào? Xin mời các em. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị ạ. 47 năm về trước, nơi các bạn trẻ đang đứng là nơi trung chuyển hàng hóa quan trọng của Thái Nguyên để chi viện cho chiến trường miền Nam, là nơi hứng chịu mưa bom bão đạn của đế quốc Mỹ và là chứng nhân lịch sử cho mất mát, đau thương của người dân Thái Nguyên nói chung và 60 thanh niên xung phong nói riêng. Các liệt sĩ đã ngã xuống trong đêm Noel màu lửa. Sự hy sinh ấy đã góp phần vào chiến thắng vang dội của nhân dân ta trước đế quốc Mỹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan mô hình phục dựng lại lán làm việc của các thanh niên xung phong ngày xưa nhé. Đây là có một bộ bàn ghế làm việc. Đồ. Đây, bộ bàn làm việc ở đây. Đây chính là bộ bàn ghế làm việc. Giường kia bao thầy cất đầu. Giường à? Mình nghĩ đây là giường đấy. Đây là giường này. Số 10 là vỡ dừ. Thế bây giờ đi tham quan bên ngoài nhé. Hôm nay, rất nhiều người con của quê hương Thái Nguyên, các tỉnh bạn, những người con xa xứ và cả những người nước ngoài yêu Việt Nam cũng đến thắp nén tâm nhang, nguyện cầu cho vong linh các liệt sĩ thanh niên xung phong cũng như tham quan, tìm hiểu để biết thêm, yêu thêm trang sử hào hùng của dân tộc ta. Ô, nhìn bên kia, có đào tàu kìa. Đúng rồi đấy, đấy là đầu máy xe lửa. Đầu tàu này cổ thế nhỉ? Đây là đầu máy xe lửa mang số hiệu 1037. Đầu máy xe lửa của công ty vận tải thuộc công ty gang thép của Thái Nguyên ngày xưa đấy. Đây có cái chữ màu vàng ở biển đỏ kia là tất cả vì miền cả vì miền Nam ruột thịt, có nghĩa là gì? Thì đầu máy xe lửa này ngày xưa làm nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa ở ga Lưu Xá ngày xưa để chuẩn bị hàng hóa để chi viện cho miền Nam kháng chiến. Thì là đè dòng chữ tất cả vì miền Nam ruột thịt. Nên đây là một khẩu hiệu ấy. Ý nghĩa của nó rất là sâu sắc. Đúng rồi. Các bạn có thể tham quan chi tiết cái đầu máy chụp ảnh nhé, chụp ảnh đúng không nhỉ? Chụp ảnh được. Rồi. Chuyến tham quan khám phá của Trang và hai người bạn ngoại quốc sẽ còn tiếp tục với những trải nghiệm thú vị gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cửa sổ Thái Nguyên tiếp theo.